Thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 12 là tròn 10 năm xảy ra thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương. 10 năm đã trôi qua nhưng những ký ức kinh hoàng về những con sóng thần vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng. Lúc này, người dân tại nhiều quốc gia đang cầu nguyện để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Tỉnh Aceh của Indonesia là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận sóng thần năm 2004, với hơn 170.000 người thiệt mạng, trong đó có cả những du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, trong những ngày qua, nhà thờ 135 tuổi này luôn đông nghịt người. Họ đến đây để cầu nguyện cho những người đã khuất và cầu mong những nạn nhân xấu số sẽ được yên nghỉ tại cõi vĩnh hằng. Điều đặc biệt của nhà thờ là nó gần như còn nguyên vẹn sau trận sóng thần khủng khiếp, dù cho cả khu vực đã bị tàn phá. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, cơn sóng thần kinh hoàng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại đã cướp đi hơn 230.000 sinh mạng ở 14 quốc gia ven Ấn Độ Dương, gây những tổn thất không thể tính toán được.